Vâng, một lần nữa nông dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào thưa dì chú bác, các anh các chị và các bạn thân mến. Hôm nay Dương Vi tiếp tục live chuyên chống diễn biến hòa bình. Chiêu trò xuyên tạc hòng gây chia rẽ làm suy yếu lực lượng vũ trang của tác giả Hoài Anh. Bài viết này chủ yếu nói về lực lượng vũ trang là quân đội và công an nhân dân. Chào Trần Trung Dũng, chào Tòi Song Phắn, chào tất cả mọi người nhé. Sau đây Dương Vi xin phép đi vào cái nội dung của bài viết. Quân đội nhân dân và công an nhân dân ấy là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cái truyền thống đoàn kết giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân trở thành sức mạnh để bảo vệ cái nền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thế nhưng các thế lực thù địch phản động nó luôn tìm mọi cách để chia rẽ, phá hoại cái tình cảm, mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng quân đội và công an. Đó. Những cái chiêu trò xuyên tạc đó là gì? Với cái âm mưu làm suy yếu sức mạnh của lực lượng vũ trang Việt Nam trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bọn chúng cho rằng quân đội nhân dân và bọn chúng ấy cho rằng quân đội nhân dân tham gia phối hợp với công an nhân dân xây dựng trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn trật tự an toàn xã hội là không đúng chức năng nhiệm vụ. Chúng cho rằng, chúng xuyên tạc rằng là quân đội tham gia vào các vụ án chống tiêu cực tham nhũng là lấn sân, qua đó hạ thấp uy tín vai trò của lực lượng công an. Đấy, các thế lực thù địch không ngừng kêu gọi phủ định, kêu gọi phi chính trị quân đội và công an. Chúng đưa ra các luận điệu cho rằng quân đội chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, còn công an chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, trấn áp tội phạm, nên cần thoát ly khỏi lãnh đạo của Đảng. Một trong các thủ đoạn mà bọn chúng đưa ra là như vậy, rất là nguy hiểm, mà chúng sử dụng là tập trung tuyên truyền công kích với khẩu hiệu quân đội công an phải duy trì tính trung lập về chính trị, nhằm phá hoại cái vai trò của Đảng. Ý của bọn chúng là phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, thực chất là để tách quân đội và công an ra khỏi sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, vô hiệu hóa vai trò của quân đội và công an trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đấy là cái mục tiêu của bọn chúng là như vậy. Chúng công kích gây chia rẽ bằng nhiều thủ đoạn với mong muốn gây nên sự nghi kỵ, hiềm khích mối quan hệ giữa quân đội và với công an. Chúng nêu ra rằng quân đội vất vả và hy sinh to lớn, còn công an thì nhàn, an nhàn, sung sướng, hay công an có sự ưu đãi cao hơn quân đội. Chúng cố tình kích động tạo ra mâu thuẫn giữa hai lực lượng thông qua việc so sánh vấn đề phong quân hàm, cấp tướng, lợi dụng một số cán bộ sĩ quan trong công an hoặc quân đội vi phạm pháp luật bị xử lý. Chúng cho rằng quân đội được che chở hoặc công an cũng được che chở, hoặc công an yếu thế hơn, quân đội yếu thế hơn. Đấy là qua những vụ việc mà trong thời gian qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ người ta xử lý nghiêm những người nằm trong lực lượng công an vi phạm pháp luật, hoặc là trong quân đội vi phạm pháp luật, đặc biệt là về vấn đề tham ô tham nhũng. Đấy, bọn chúng bôi nhọ cái vấn đề đấy rất là nhiều. Mục tiêu của các đối tượng này
muốn đạt được là gây bất ổn trong nội bộ công an và quân đội. Họ mong muốn cán bộ chiến sĩ trong lực lượng quân đội và công an nhân dân suy thoái về đạo đức, lối sống, tiến tới tự diễn biến, tự chuyển hóa, hy vọng làm mất đi cái động lực, mục tiêu, lý tưởng của lực lượng vũ trang nhân dân, nguồn năng lượng chính để công an nhân dân và quân đội nhân dân chung một ngọn cờ đoàn kết thống nhất bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Đó, đấy là cái mục tiêu của chúng mình như vậy. Ở đây này, cái vai trò của công an và quân đội là hai cái cánh tay của nhân dân, của Đảng, của chính phủ, của vô sản chuyên chính. Quân đội nhân dân và công an nhân dân ra đời từ các phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng, được Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức lãnh đạo, giáo dục, có nhiệm vụ chiến đấu giành độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước. Chính vì vậy, bản thân của nó là một lực lượng chính trị thì bọn chúng luôn luôn tìm cách kêu gọi tách rời quân đội và công an dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Trong suốt quá trình cách mạng, quân đội nhân dân và công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, cùng sự giúp đỡ của bao bọc của bà con nhân dân, đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh thắng hai đế quốc, đó là đế quốc Pháp, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội nhân dân và công an nhân dân đã luôn đoàn kết gắn bó chặt chẽ với nhau, cùng sát cánh với nhau và nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân, đoàn kết tận tụy trong công tác, dũng cảm mưu trí sáng tạo trong chiến đấu, chủ động phòng ngừa tấn công, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cũng như đối ngoại của đất nước. Ở đây này, từ năm 2003 cho đến năm 2010 có rất là nhiều cái nghị định, quy định phối hợp giữa hai lực lượng công an và quân đội. Cái đó thì các anh các chị nằm trong lực lượng thì các anh các chị đã biết, còn những anh chị nào, bạn nào không nằm trong lực lượng vũ trang có thể tìm hiểu những cái nghị định phối hợp giữa quân đội, công an. Trên cơ sở đó, lực lượng quân đội và công an đã kịp thời chủ động phát hiện, tham mưu đề xuất với Đảng, nhà nước nhiều chủ trương giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc, ban hành và hoàn thiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia và đảm trật tự an toàn xã hội, về quốc phòng an ninh đối ngoại, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển đất nước. Chúng ta phải sáng suốt và luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn tinh vi thâm độc của các thế lực thù địch, hòng gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng vũ trang, kiên quyết phê phán, vạch trần cái luận điệu đòi phi chính trị hóa quân đội và công an, góp phần
đánh bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Đó là toàn bộ cái nội dung bài viết mà Dương Vy cũng xin phép tác giả Hoài Anh là Dương Vy đã cắt bớt một số cái nội dung mà Dương Vy đã nêu những cái nghị định từ năm 2003 cho đến 2010 đó.